Trời ơi, cái cải này rất là to nha cô bác anh chị. Công chăm sóc thì cần mẫn, xịt sâu rồi xịt xạ phân rồi nước nữa anh ha. Nước tưới Nước tưới. Ở đây là không có hệ thống tưới nước thì mình nó tưới cái không nhỉ? giếng nằm trong đó đó, cái hình tưới có đường dây À mình đi theo đường dây mình tưới chứ mình không có đi hệ thống tưới nước. không Sẽ nhổ để mà bỏ hoặc là chỗ ông Sáu thì gần sông thì bỏ sông, còn anh nói là cho người ta không lấy thì có nước là bỏ luôn để làm vụ khác. Thì vợ của mình làm cái công việc gì anh đây? cũng đi bằng mướn vậy đó. Hai vợ chồng là anh nói là có mấy người con? Hai người con Người Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục có mặt ở trên một cái cánh đồng gãy, và đây là những cái líp cải. Và cô bác quý anh chị biết không, khi mà Bùi Hồ hỗ trợ cho ông Sáu và bà Sáu từ Mạnh Thường Quân là chú Thiện Minh và cô Diệu Tuyền để hỗ trợ mua lại cái phần cải để vận chuyển lên trạm cơm của em Phong Bụi để mà san sẻ những yêu thương, phần nào bớt đi cái gánh nặng của người dân, những người nông dân phải lam lũ cần mẫn chăm sóc cái cây cải để mong rằng khi đến thu hoạch thì có một chút đỉnh tiền lời. Thì bây giờ thương lái ngưng mua hoặc là ép giá thì bây giờ các anh nông dân, các cô chú nông dân phải trắng tay. Thì cái phần này ngày hôm nay thì cũng đã được mới vừa cắt xong. Sở dĩ cắt xong là vì các cô chú từ thiện cắt để mà dẫn chuyện lên trạm cơm của em Phong Bụi, và nguồn cải này cắt với giá 0 đồng. Và đây là anh Tiện đúng không? Phải. À, em chào anh Tiện. Thưa với cô bác anh chị, đây là anh Tiện. Khi nghe Bùi Hồ vận chuyển cải lên Sài Gòn để cho trạm cơm em Phong Bụi cũng như các chùa cũng như san sẻ những cái phần yêu thương á, thì anh Tiện có nói Bùi Hồ công cải của tôi ở dưới cũng còn rất là nhiều, có lấy không để tôi cho. Anh Tiện ơi, cải mình trồng được bao nhiêu ngày rồi? Cái này 47 48 ngày à. 47 48 ngày. Vốn mình trồng ở đây là bao nhiêu công? Ở đây này có công gốc ba À xích vô đi, vô trong đi anh. Một công gốc 3 ha. Vốn đầu tư là bao nhiêu tiền ha anh Tiền ha? đầu tư chắc cả 7 8 triệu. 7 8 triệu. 7 8 triệu đồng. Là anh dành công sức rồi tiền bạc của mình vô những cái cây cải này đây ha. Dạ. Rồi ngày hôm nay thì lái không mua thì anh biết là cho từ thiện rồi anh cho luôn. Cho luôn. Sao mà em có cảm giác mà cái anh cái năng lượng rất là dữ, con mặc dù là lỗ nhưng mà sao anh vẫn cười tươi vậy? Tôi nói vậy đánh gì đó Vậy hả? Thấy cải của mình sau khi trồng xuống không bán được thì buồn nhiều không anh Tây? cũng đâu có buồn gì đâu, thấy Không có buồn hả? không có buồn. Rồi phân phướng rồi thuốc sâu sao? Thì mình cũng mua mà mua thiếu, chứ tới nào mình bán cải ra mình thu hoạch mình Và ngày hôm nay bán không được trả, thì bán không sao? được thì chờ mấy đám cải sau. Chờ mấy đám cải sau. Nếu như mà bằng mấy đám cải sau mà được giá thì mấy mùa mới gỡ lại được vốn. Cả mùa gỡ cũng được hay như Cải này em nghe nói là khoảng 30 35 đến 37 ngày là thu hoạch được hả? được. Cải này rồi nay mai không chặt được nữa thì sao anh Tiền? Nó cũng còn cứng nhắc cái gì à, tại vì mình không có xử lý thuốc giọt thuốc dưỡng này kia, cái cây cải nó cứng. Dạ anh có thể nhổ lên một cây được không? Đây, cây cải rất là to. Một cải này tốt anh Tiện ha. Cải bắp bự bự không à? À. Có bắp. Cải này bắp bự bự không hả? Là ngày hôm nay là anh Tiện đã cho lên chiếc xe tải để cùng với lại chiếc xe dưới phần cải của ông Sáu, là anh Tiện cho hết 2 tấn anh hai đây, tấn 2 tấn. Rồi ông Sáu 1 tấn nữa là mới được 3 tấn, là Bùi Hồ phải thuê một chiếc xe 3 tấn rưỡi để mà tối đêm nay vận chuyển lên Sài Gòn. Trời ơi, 2 tấn mà nếu như ngày bình thường được giá thì anh bán được khoảng bao nhiêu tiền? 3 tấn, 2 tấn này miếng cả được giá là cũng 16 triệu. 16 triệu. Rồi bây giờ 16 triệu mắc trắng tay luôn à? Cho không luôn. Rồi vợ có nhằn không? Dễ gì, vợ chồng đồng lòng. Vợ chồng đồng lòng hả? Nếu như mà không cho từ thiện được thì đám cải này anh sẽ làm gì? Chắc cũng nhổ bỏ. Nhổ Rồi có bỏ. cái lái nó cũng mua, mà cái nó mua cũng như hồi đó giờ mình quen lái này, cái mình bán lái khác vẫn mua, mở mua rồi mới mốt cái nó nhận mình lợi cũng vậy, chẳng thà mình bỏ. Bỏ luôn hả? Nhổ bỏ luôn. Rồi. Nhổ bỏ rồi phải thuê người nhổ nữa. Không, nhổ nhà chứ thuê nữa cho. Hả? Nhổ nhà. Nhổ nhà ha.
Đã có bao giờ không mình có xảy ra tình trạng giống như vậy chưa? Ít, hồi đó giờ không có. Không có hả? Không có. Đây là đó giờ nó rẻ nhất là cũng 1.200. Ừ. Rẻ nhất là cũng 1.200 ha. Rồi mướn người ta nhổ rồi vác lên nữa là bao nhiêu? Còn nhổ rồi, là... theo nhổ từ 3-4 người mới rồi, một buổi mới rồi là từ giá là 400-500 ngàn mới rồi, vác ra nữa từ cả triệu á. Ừ. Trời ơi. Còn đám cải rất là tốt ha cô bác anh chị, tốt hơn cả đám cải của ông Sáu luôn. Mà bây giờ thì coi như là trắng tay. Ngày hôm nay thì sau khi mà nhổ đám cải của ông Sáu xong đó thì đám cải này mới được nhổ và còn rất là nhiều clip vẫn còn nằm đó. Và anh Tiền nói là nếu như có xe chở thì anh sẽ cho luôn cái đám cải này anh Tiền. Ừ, cho. Cho luôn. Mấy người mời ấy tôi nói rằng tôi đi thêm mà Sáu thêm vài người nữa là chặt trong buổi sáng rồi luôn. Trời ơi trời. Cho luôn. Cho luôn. Làm gì? Chứ nó bán lái khác thì vẫn nó vẫn mua một cái mơ mốt rồi cái bắt đầu nó nhận lợi cũng bình thường. Mua nhiêu ký? Nó mua cũng thí dụ nó mua mão gì nè, điện công cũng như thí dụ 2 triệu vậy đó. À. Mình thấy thì thôi 2 triệu đó đối với mình cũng không có đắp đổi được bao nhiêu. Cũng không có nhiều. Ừ. Ngày hôm nay cho từ thiện thì cái tâm trạng của anh hay vui. Thế thì làm công miệng kia cũng vậy mà cũng vui thôi, cũng không có mệt. Chứ ngày thường là làm gì là mệt lắm đó. Vậy hả? Ừ. Ngày nay mình đẩy 2 tấn cải đó. À. Trời ơi, cái cải này rất là to nha cô bác anh chị. Công chăm sóc thì cần mẫn xịt sâu rồi xịt xạ phân rồi nước nữa anh ha. Nước tưới. Nước tưới. Ở đây là không có hệ thống tưới nước thì mình nó tưới. Cái giếng nằm trong đó đó. Cái hình tưới có đường dây. À mình đi theo đường dây mình tưới chứ mình không có đi hệ thống tưới nước. Không. Không quay. Cái này là khoảng bao nhiêu ngày nữa nếu như mà không thu hoạch thì nó sẽ bị úa, bị tàn. Cái này mình không nói gì, mình nói cho ở đây thì ở đây tự người ta vô người ta thấy à, ta nhổ à. Chứ mình khỏi cần nhổ. Ừ. Ở đây là còn khoảng bao nhiêu ký nữa? Từ cả tấn nữa. Cả tấn nữa hả? Tấn nữa. Anh trồng tổng cộng là mấy công cải? Gần 7 công vậy á. Gần 7 công. Ở đây là hết một con máy, còn trong kia là của anh luôn á hả? Trong đó 2 công, với đồ dưới này hơn công, với ở trên lò heo chính gần 2 công nữa. À, đất nhà hết hay đất mướn? Đất mướn không à. Đất mướn không hả? Mướn công vậy là 4 triệu đó. Trời ơi. Ừ. Em tưởng nó là đất đâu, nhà của anh gần 10 công chứ. Mướn, với ở ngoài cồn cũng mướn nè. Ừ hả? Mặn năm vậy tới 10 mấy công nè. Trời ơi. Mà ngoài cồn mặn cũng không ấy đâu, 3 công bắp ngập nước trơn mới nướng được, ngập nước hết lần. Nhà anh có mấy người anh Tiền? Nhà có 2 người. 2 người. Thằng con ấy nó làm của ông, nó làm cho nhà ông thầy nó ở dưới Cần Thơ dưới á. Ừ. Mà về mà tôi cũng vui, nó vậy nó đi làm rồi bắt đầu cái năm mà dịch bệnh đó. Ừ. Nó xin ông chủ nó dưới được 8 tấn gạo về cũng từ thiện vậy, rồi mấy ông cấp cho tôi cái bằng bằng khen. Ừ. Gia đình có văn hóa là anh cũng đi làm từ thiện đúng có. Không dạ tôi đem về 8 tấn rồi tôi cho trong xã 6 tấn còn 2 tấn này tôi gửi từ nhà à. Vậy đó. Trời ơi, thưa với cô bác của anh chị, để nhổ hết ngày nay 2 tấn cải, chắc 2 tấn cải này phải nhờ gần 10 người. Đội của từ thiện rồi nhổ từ ông Sáu rồi mới leo xuống đây, kéo xuống đây để mà nhổ thêm cái phần này. Tuy nhiên nhổ từ sáng cho đến gần 5 giờ chiều mà nhổ vẫn không hết cô bác của anh chị. Và đây là những cái luống cải còn rất là xanh tốt, và nếu như mà không được giải cứu hoặc là không được bán ra thì sẽ nhổ để mà bỏ, hoặc là chỗ ông Sáu thì gần xong thì bỏ xong, còn anh nói là cho người ta không lấy thì có nước là bỏ luôn để làm vụ khác, rồi vừa tiền đất mướn nè, rồi vừa tiền mua thuốc, rồi tiền mua hạt giống nữa, rồi anh làm thêm công việc gì để đắp đổi vô cái đó thì ban đêm này kia đi giặt kẹo mướn à. Ừ. Làm thuê luôn ha. Thuê. À. Hồi đó làm gì mà có dư. Ừ. Lấy cái tiền đó mà mướn đó mình đắp vô mấy tiền này. Mua phân này kia. Rồi tôi làm ban đêm rồi đi tứ ban đêm không chứ tứ ban ngày tứ đâu có kịp. À. Còn mấy còn 8-9 công rồi, còn trong này 6-7 công nữa, 10 mấy công nữa. Ừ. 15 công vậy. Làm thuê hết. Ở làm mướn đất không? Đất thuê hết. Đất thuê. Đất thuê là bao nhiêu một công? Ở trong này thì 4 triệu, còn ngoài cồn ấy thì 2 triệu. À, 4 triệu một công cho một năm á hả? Một năm.
À, nên là nữ thuê mình cũng không dám cho đất nó nghỉ nữa, đúng không? Cứ hết vụ này tới vụ kia. Chứ ở này ăn cải rồi làm cải nữa, đặt cải nữa chứ không? Làm cải nữa sao mình không làm mấy cái khác mà mình trồng, em ví dụ như là củ cải trắng hay là như thế nào thì nó dễ buôn, dễ bán hơn không? Cải trắng thì lái mình không có quen, cái đầu thu nhập nó khó. Ừ. Và thưa với cô bác quý anh chị là cái chung của các người nông dân làm gãy là như thế này. Sau khi mà ruộng cải đến ngày thu hoạch này ha, thì lái sẽ lại hỏi mua. Tuy nhiên khi mà lái lại hỏi mua thì dây có những cái món hàng như là ớt ấy, hoặc là dưa leo thì lại cân xong rồi qua ngày sau mới báo giá. À, đúng không anh? Đúng đúng. Ờ, anh có thể nói cái câu chuyện đó cho em và mọi người. Tại vì bây giờ là cái người lái là người ta lấy tiền đầu trước, cái tiền lời trước, không biết ký người ta ăn lời 500 hay gì, người ta lấy trước. Rồi còn ví dụ mà mình bán người ta 2.000, người ta không báo giá 2.000, mà người ta đi người ta bán được 2.000 gửi, người ta về người ta trả mình 2.000, chứ không phải là người ta cho giá trước cho mình. Ừ. Nhưng người ta đi về rồi là người ta lấy cái tiền cò của quê hồng của người ta rồi ra rồi mới người ta báo giá mình. Ừ. Có nghĩa là mình vẫn không biết giá nó ngày, không biết giá, không biết giá ngày hôm đó là mua bao nhiêu, chỉ nói là mua cái đám ớt của mình thôi. Rồi, rồi mua xong rồi cái mình cho người hái rồi. Mình cho người hái rồi mình cân là bao nhiêu ký, có rồi cái trọng lượng rồi, rồi người mình người ta chặn vận chuyển rồi lên xe, ta vận chuyển rồi sau đó qua ngày sau người ta trả tiền cho mình mới biết giá, phải có đúng vậy không? Phải đúng vậy. Đúng vậy hả? Vì sao mình thấy mình thiệt thòi quá vậy ta? Bởi vì người dân mình mà bằng cái gì cũng chết chứ. À, tại bây giờ là nói là giờ không dám làm nhiều, là biết sao làm mấy đồ nặng tiền là lời nhiều. Thì à, vợ của mình làm cái công việc gì anh đây? Cũng đi bằng mướn vậy đó. Yeah. À, hai vợ chồng là anh nói là có mấy người con? Hai người con. Người lớn, người con lớn nhất là bao nhiêu? Năm nay 25 tuổi à. Con đi bộ đội về cái đi học bằng lái xe tải, cái ông thầy nó thấy hiền đó, cái à, ông bắt ở dưới luôn. À, còn con kế tiếp? Kế tiếp hôm nay tụi trường học lớp 6 nè. Ừ, học lớp 6 ha. Là con cho con học hết lớp... Nó học tới nào chán thì không nổi thì nghỉ. À, có nghĩa là mình phải làm, mình còn làm mình vẫn còn lo đúng không? Dạ. Cho con mình đi học. Trời ơi. Thì bây giờ là cứ bây giờ lâm vô cảnh là nợ nặng vì mấy công cải này bán ra không được. Anh có lo mấy cái công cải đằng sau không? Cũng lo chứ giá bán được chứ. Ừ. Miếng bán không được nữa tiền vật tư chắc chết luôn. Chắc chết luôn. Có nhiều người là trồng làm gãy này mà thiếu nợ là phải đi lên Bình Dương rồi bỏ xứ ra đi lên Bình Dương để mà kiếm công việc để làm để mà trả nợ. Phải rồi. Đúng không anh? Đúng. Ở ngày hôm nay thì Bùi Hồ chia sẻ câu chuyện này để cô bác quý anh chị hiểu thêm. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng bận rất là nhiều việc. Thời điểm này là hơn 5 giờ rồi và các cô các chú cũng đã nhổ cái phần cải xong rồi. Chỉ còn hơn 1 tấn này nữa Bùi Hồ sẽ tìm cách sẽ ngày mai nếu được sẽ vận chuyển lên Sài Gòn luôn để giải quyết hết cái phần này cho những nơi mà họ cần dùng á. Và thông tin vui với cô bác quý anh chị là với hơn 3 tấn mà vận chuyển lên em Phong thì em Phong có thể là đã có thể là gửi cho chùa rồi trạm cơm và tất cả san sẻ mọi thứ, và Bùi Hồ có thể là nói với anh Phong sẽ trao đổi, sẽ gửi ủng hộ lại một phần nào kinh phí cho anh và gia đình. Còn cái chuyện đó thì mình sẽ giải quyết từ từ. Ngày hôm nay thì để nhổ hơn 2 tấn cải thì tất cả mồ hôi công sức của cô bác của anh chị, những người con ở quê ở Đồng Tháp á, rất là thân thiện và dễ thương. Còn bây giờ thì ra ngoài trước để mà gặp một cái đống cải để mà gửi đi xe từ thiện của anh Tiền, và sau đó là bốc hàng của chú Sáu để lên Sài Gòn trong khuya nay hả cô bác anh chị. Mình đi ra trước ha anh Tiền ha. Và bây giờ cho vậy là không có buồn đúng không? Không có buồn, cứ vẫn vui. Nó làm tiếp mà thường thường làm là mệt lắm, mà nó nay là làm để mệt vậy mà cũng khỏe quá. Anh năm nay bao nhiêu rồi? Năm nay 50 rồi. 50 rồi chị. 46, 47 vậy. Là cải ở đây là cứ vô bọc là anh cứ vận chuyển đẩy ra ngoài kia hết luôn à? Để cho gùa. Rồi thôi bây giờ mình vô trong đi ha. Rồi. Và đây là hơn 2 tấn cải được các cô chú chặt từ ngoài đám gãy và anh Tiền phải vận chuyển vô đây. Mỗi một bạch như thế này là anh đã cột sẵn hết 10 ký anh Tiền. 10 ký. Dạ. Cái bọc này là ở đâu có vậy? Bọc này mua. Mua hả? Ừ. Ôi lời cho mà lỗ tiền bọc luôn. Ông Sáu vẫn mua. À ông Sáu mua còn dư ha. 10 ký rồi. Dạ. Ồ cải nè cô bác anh chị. Thấy một đống cải to đùng luôn. Rồi ngày hôm nay là mùa này về vợ chửi rồi. Hả?
chứ không có chữ được rồi. Dạ sao vô thì nhà còn bãi thì chịu chứ bãi chịu. Thấy người nông dân thật thà dễ thương không cô bác quý anh chị. Bây giờ thì coi như là công của mình được cũng đã cố gắng rồi, tiền mình cũng đã đầu tư, nhưng mà sau khi không có thương lái, không có mua nữa thì phải đem cho từ thiện là cách giải quyết tốt nhất. Tại vì anh nói là nếu như mà bỏ thì nó cũng rất là tội, rồi thấy nó uổng nó phí, tại công sức của mình nó đều dồn vô đây hết ha anh Tuyên ha. Thấy đóng cải này cho tự nhiên cái mất luôn cái vốn của mình, cái thấy buồn buồn sao đâu. Không buồn quá, vui. Sao vui? Nếu mình tại vì mình đem mình không ăn mà ở ngoài người ta cần thì cái đó người ta cần mà người ta xài được thì mình vui. Chứ buồn. Thôi thì cũng nán lại để mà đợi xe tải đến đây để mà anh còn bốc hàng lên Sài Gòn nữa ha cô bác anh chị. Cũng thay mặt cho bà con cũng cảm ơn anh Tiện rất là nhiều ha. Nói chung là cố gắng lên, có thất bại thì sẽ có ngày thành công anh Tiện ha. Dạ. Xe này hết tải là nhiêu? 7 tấn ha. Và bây giờ thì cũng các anh em sẽ tiến hành lên những cái bọc cải đầu tiên của anh Tiện. Đây là cái phần mà anh Tiện gửi cho làm cái công tác coi như là nói là cho là các anh sẽ san sẻ yêu thương cho mọi người. Bây giờ giờ này phải chuyển gì xe tải này á lên Sài Gòn đi ban ngày không có vô nội thành phố được, nên phải chuyển đi lên Sài Gòn trong đêm. Và Phong sẽ nhận ở trên Sài Gòn. Điểm đầu tiên đó là một ngôi chùa ở Long An, điểm thứ hai là ngay tại quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Cần ship hàng ship đi trong, em anh sẽ chuyển lên cho nó nhanh. Người ship